Xin chào tất cả quý anh chị. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh bất động sản của em An. Thì hôm nay em An đang ở trong Đông Anh, Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng nha tất cả quý anh chị. Thì em An dẫn quý anh chị đi xem một lô đất tại đối diện hồ anh chị, đối diện hồ Đông Thanh. Đối diện hồ Đông Thanh. Thôi, không để quý anh chị chờ lâu thêm nữa thì chúng ta cùng đi xem đất thôi. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị cái đập Đông Thanh này nha anh chị nha. Thì anh chị nào mà hay xem video của em ở trên kênh YouTube của em thì chắc chắn thì cũng biết về cái đập này rồi. Anh chị nào mà có đầu tư đất ở khu vực Đông, khu vực Lâm Hà thì chắc cũng có nghiên cứu về cái đập này. Thì cái đập này với diện tích là 44 hectare anh chị. Cái vốn đầu tư là nó tầm khoảng gần 500 tỷ anh chị, 494 tỷ đồng. Đó, thì hiện tại đến giai đoạn hiện tại thì đập nó đã hoàn thành cái bờ ngăn thứ nhất rồi kìa anh chị. Đó, anh chị có thể nhìn thấy cái bờ ngăn thứ nhất đang hoàn thành rồi. Đó, đằng phía xa xa kia anh chị có thể nhìn thấy này. Cái đó là cái thác 7 tầng nha anh chị, thác 7 tầng. Đó, thì với diện tích là 44 hectare, thì cái đập này nó cung cấp nước cho gần 700 hectare để tưới nông nghiệp anh chị, và cung cấp nước cho 7.500 hộ dân tại khu vực Nam Ban này nha anh chị. Quy mô rất là rộng, anh chị có thể nhìn thấy cái đập ngăn này đấy, đường các kiểu này. Theo cái thông tin kỹ thuật thì em đọc được thì cái chiều dài của cái đập ngăn này nó đến hơn 200 mét cơ. Và cái chiều sâu, cái độ sâu nhất, cái chỗ sâu nhất là nó rơi đến 34 mét anh chị. 34 mét khá là sâu. Rồi ok, giờ em sẽ dẫn anh chị vô trong để tham quan cái lô đất mà em muốn giới thiệu đến anh chị nha. Đây, đây là lô đất nha anh chị ơi. Đây là lô đất mà em muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị. Thì với chiều ngang mặt tiền là 37 mét, chiều sâu trung bình tầm khoảng gần 30 mét anh chị, diện tích là 741 m² nha anh chị. Thì chủ nhà đã làm hàng rào đây hết rồi, chủ nhà đã làm hàng rào đây hết rồi, là hàng rào B40. Thì nói chung là hàng rào này thì không thể nào tranh chấp với nhà ai hết rồi. Em có nghe thấy tiếng nước suối chảy, để lát nữa em chạy đi cho anh chị xem nha. Và đây cái mặt tiền của nó đây. Và dưới không, dưới cái phía tay em chị đấy sẽ là cái đập Đông Thanh anh chị. Anh chị mà có nhu cầu mà về đây nghỉ dưỡng á, thì xây cái nhà ở đây này thì chúng ta có thể ngắm được view của cái hồ Đông Thanh. Thì diện tích là 741 m², sẵn 131 m² thổ cư nha anh chị. Thế đất thì nó hơi chuyển xuống đây anh chị. Đây để em đi xuống cho anh chị xem, hơi chuyển xuống. Sâu hơn mặt tiền đâu đó tầm khoảng cả mét anh chị, hơn mét ạ. Và đặc biệt cái view của nó cũng khá là đẹp anh chị. View đây, anh chị có thể nhìn thấy view, có thể nhìn thấy tượng Phật Bà nha anh chị. Cách đường nhựa đâu đó tầm khoảng 2 cây số thôi. Cách trung tâm thị trấn Nam Ban tầm khoảng 2 cây rưỡi. Đó. Thì hiện tại trên đất đang trồng xoài thôi anh chị, đang trồng xoài. Anh thấy để em vô trong đất xem, em thấy nghe thấy tiếng róc rách của suối. Nhưng mà mì nhiều quá anh chị ơi. Em không vô được, mì khá là nhiều. Trên đất thì trồng xoài khá là nhiều nha anh chị, đa số là xoài hết. Vào trong đây xem coi, mò vô xem coi có cái gì trong đây. Nước người ta xả xuống anh chị ạ, nước ở bên vườn đối diện người ta xả xuống đó.
đất nó xuống đến kia kìa anh chị, xuống đến góc đó người ta đã rào hàng rào hết rồi đó. Đó. Ok, để em quay đi qua bên này cho anh chị xem. Đây, sát đến cái mép dưới này nha anh chị nha, anh chị có thể nhìn thấy này. Đó. Đây, cái view mà view phía bên này cũng khá là đẹp này anh chị này, view nhìn toàn thị trấn luôn đấy. Thì với những cái lô đất mà gần hồ như này này anh chị, gần hồ view hồ mà view đẹp như thế này thì trước đây họ bán giá rất là cao, từ 3 triệu rưỡi đến 5 triệu rưỡi cho một mét vuông cơ. Nhưng mà hiện tại thì chủ nhà của lô đất này đang bán cái lô đất này 741 mét vuông, sẵn 131 mét thổ cư thì chủ nhà đang giao giá là 1 tỷ 6 anh chị. 1 tỷ 6 cho toàn bộ lô đất này. Đây, ở trên đây có mấy cái hòm sắt rừng thông rất là đẹp này anh chị. À, người ta đang xây dựng hòm sắt rừng thông luôn ạ. À, ở đây xung quanh đây thì cũng khá là nhiều homestay. À, cái xoài này. Có xài. Khá là to. Thôi, để em sự hộ chủ nhà luôn. Đây. Em đi quanh đất cho mọi người xem luôn nha. Đất này thì đất đỏ anh chị, hơi pha một chút đá. Đường vô của lô đất này cái này thì cũng rất là thuận tiện anh chị ạ. Nó chỉ có một nó chỉ đi vô từ đường nhựa đi vô là một đường thẳng, rẽ tay trái tầm khoảng 50 mét là tới đất rồi. Dưới kia là hồ đây này anh chị. Anh chị có thể nhìn thấy này, đối diện nó là hồ này. Đó. View xung quanh cũng khá là đẹp. Đó. Để cho anh chị có thể mà nhìn thấy một cách tổng quan hơn thì em ăn xin phép quay một đoạn video flycam để anh chị có thể nhìn thấy cái lô đất này một cách tổng quan hơn anh chị nha. Với cái diện tích là 741 mét vuông, sẵn 131 mét vuông thổ cư anh chị, mà đất ở trong Đông Anh, trong hồ, trong gần hồ, view hồ Đông Thanh, thì với cái giá này khá là rẻ anh chị. Diện tích cũng vừa phải, diện tích vừa phải, mặt tiền cũng dài, đặc biệt là sẵn thổ cư thì anh chị có thể về đây để mà xây home hoặc là đầu tư. Nếu mà đầu tư ở khu vực hồ này thì em nghĩ là lợi nhuận sẽ nhân cao anh chị. Dạ. Thì mọi thông tin của lô đất này thì em An sẽ để dưới phần mô tả nha anh chị. Anh chị nào mà muốn liên hệ để mà em An dẫn đi xem đất thì cứ liên hệ với em An. Và hiện tại em An có hỗ trợ tất cả quý anh chị quay video để mà giới thiệu về đất của sản phẩm mà mình muốn bán. Thì anh chị mà có muốn ký gửi em An thì vui lòng inbox cho em An nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm đến cái video của em An. Xin chào.